Sáng 24 tháng 9, tại căn cứ quân sự Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân đã tổ chức tuyên dương các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021. Lần đầu tham gia Army Game ở môn thi quốc biển, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhất nội dung thi bắn mục tiêu đối hải bằng pháo AK-176, đồng giải nhất với đội Hải quân Liên bang Nga nội dung thi chống chìm và sử dụng phương tiện cứu hộ, giải nhì nội dung thi kỹ năng hàng hải và bắn mìn trôi bằng súng 14.5. Chung cuộc, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam xếp thứ hai sau đội chủ nhà Liên bang Nga, giành huy chương bạc môn thi cúp biển, góp phần vào thành công chung của đoàn quân đội Nhân dân Việt Nam với vị trí thứ 7, lọt vào top 10 trong số 42 nước và vùng lãnh thổ tham gia Army Game 2021. Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của đội tuyển đã thi đấu thành công, khẳng định được khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, hoàn thành chỉ tiêu mà Bộ Quốc phòng giao trong lần đầu tham gia Army Game, nâng cao vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam đối với quân đội và hải quân các nước trên thế giới. Để nâng cao thành tích huấn luyện thường xuyên và tham gia hội thao những năm tiếp theo, đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng phải lấy mục tiêu sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ chủ quyền biển đảo làm mục tiêu chính để huấn luyện. Khi tham gia hội thao, các đội tuyển phải ngày càng chuyên nghiệp với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, nhân dân để khẳng định khả năng của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng bằng khen cho 17 tập thể và 25 cá nhân, giấy khen cho 20 tập thể và 34 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021.